Cà phê là loại cây trồng chủ lực cho nhiều nông hộ ở xã Hòa Trung, huyện Di Linh. Tuy nhiên, do giá vật tư đầu vào và công lao động những năm gần đây tăng cao, trong khi đầu ra của loại cây công nghiệp dài ngày này không phải lúc nào cũng đảm bảo. Bởi vậy, nhà nông Lê Ngọc Sáu đã quyết định trồng sen macca trong vườn cà phê rộng khoảng 2,5 hecta của gia đình mình để tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng chính và cây trồng sen phát triển, tránh tình trạng cạnh tranh dinh dưỡng. Việc thiết kế vườn trồng và áp dụng quy trình canh tác bền vững đã được chú trọng. Quy trình đầu tư chăm sóc khoa học giúp macca sinh trưởng tốt, cho trái gần như quanh năm, năng suất bình quân 10 kg một cây. Chất lượng vượt trội chính là điều kiện tiên quyết để nhà nông Lê Ngọc Sáu liên kết với một doanh nghiệp tại địa phương trồng macca theo quy trình bền vững. Với giá bán theo hợp đồng trên 80.000 đồng một ký, mang về tổng thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cái macca này có lợi nhuận cao mà trong khi đó là đỡ cái công chi phí và phân bón thuốc sâu nó hạn chế so với các loại giống kia kia. Cây trồng khác như sầu riêng thì phải kỹ thuật cao, để đòi hỏi mình phải kỹ thuật cao và phải có phân thuốc phải nhiều. Còn cái mất ca này mình đầu tư số lượng nó ít nhưng mà nó có thu nhập cao, công cán nó cũng ít hơn so với cái sầu riêng. Là một trong những người đầu tiên trồng mất ca ở xã Hòa Trung, huyện Di Linh, ông Lưu Quốc Chính đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của loại cây lâm nghiệp đa mục đích này. Để ổn định sản xuất, bên cạnh việc tập trung phát triển 5 hectare mất ca, trong đó có phần nửa diện tích trồng sen các loại cây ăn trái, ông Chính còn thành lập công ty macca Việt để thuận tiện trong việc liên kết với bà con nông dân tại địa phương trồng macca theo quy trình hữu cơ. Trong đó, bên cạnh quy trình chăm sóc cây trồng khoa học, các nông hộ liên kết còn được công ty macca Việt hỗ trợ kỹ thuật, khuyến khích tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ nhằm tạo độ bền cho đất và cho cây, cung cấp nhiều thông tin liên quan để bà con có kế hoạch sản xuất hợp lý. Cây macca cũng là một cây tiềm năng mang đến thu nhập tương đối tốt cho bà con. Có thể thay thế một số cây trồng đang hiện trạng già cỗi, ví dụ như cà phê hay là trà hay một số cây trồng khác mà thu nhập kém. Chính vì vậy chúng tôi đã thành lập công ty và xây dựng những cái thương hiệu và vùng nguyên liệu để mà sản xuất, tiêu thụ cho bà con về cái sản lượng lâu dài và ổn định cho bà con, tạo thu nhập tương đối ổn định. Chúng tôi có cái hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, tạo những giai đoạn ban đầu, như là xây dựng không ngay một lúc, nhưng mà hướng cho bà con là chúng ta bắt đầu giảm dần thuốc sâu, thuốc trừ cỏ và xây dựng làm sao là giảm phân hóa học đi nữa. Với hướng liên kết, đôi bên cùng có lợi như thế. Hơn 90 hectare macca của hàng chục nông hộ phát triển tốt. Trung bình mỗi năm, khoảng 150 tấn macca tươi của bà con nông dân được doanh nghiệp bao tiêu với giá cả ổn định. Cây trồng này thì cũng được xác định là cây chủ lực, hầu như chủ lực của xã, nó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cây hiện nay. Đấy, thì để có hướng mà nó muốn bền vững á, thì ủy ban xã cũng đã đang liên kết các hộ dân để hướng dẫn người ta làm cái chuỗi liên kết sản xuất, tức là theo cái chuỗi từ nhà sản xuất cho đến cái đầu ra để cho nó ổn định, thì tạo cái thu nhập cao thì sẽ khuyến khích được người dân giữ được cái cây này và sẽ phát triển cây này tốt hơn. Trong bối cảnh giá nhiều loại vật tư đầu vào, nhất là các loại phân bón tăng cao, công ty macca Việt đang lên kế hoạch sản xuất phân bón hữu cơ từ những loại phế phẩm nông nghiệp sẵn có của địa phương để cung cấp cho bà con nông dân. Đây là hướng phát triển bền vững đang được ngành nông nghiệp Lâm Đồng khuyến khích đầu tư.